Hello anh em nhá. Đây có lẽ là buổi offline VF3 đầu tiên của Việt Nam cũng như là hội offline những anh em độ xe VF3 gọi hot nhất của thị trường anh em ạ. Đây chiếc xe anh Xuân Hoàn đây. Đây xe của anh Khắc Trung, xe của Trọng. Đấy, xe của Idol Phong. Per Family. Đấy, phải qua đây ngắm ngay anh em ạ. Mấy khi. Ui giời ơi. Bây giờ toàn siêu phẩm, hôm nay là có mặt đây hết rồi. Do là nhiều anh em media đang tác nghiệp. Hello ông chủ nhá, hello ông chủ nhá. Hôm nay mới gặp. Nhiều anh em đang tác nghiệp nên là mình sẽ gọi là tranh thủ đưa lên những hình ảnh mà hot nhất ở đây cho anh em. Chào sếp nhá. Em ở sếp vậy. Thôi sếp rồi. Hello. Đấy, chính vì là vì anh em media đang tác nghiệp nên là mình sẽ chỉ quay những cái hình ảnh để anh em ngắm thôi. Chiếc này là chiếc của kênh YouTube khá nổi tiếng Hùng này. Hùng RV. Chiếc anh Khắc Trung, chiếc của Trọng này. Trọng thì mình vừa mới đi thử chiếc của Trọng từ bên quận 7 qua đây. Mình rất là thích cái ghế này. Khả năng mình sẽ theo Trọng chơi vài ghế này là ghế của con thấy bảo con bảo rút zip. Mình sẽ liên hệ với đứa em. Ok, chiếc quả trọng xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ qua xe của anh Xuân Hoàn xem bộ ghế vài trăm triệu là wow đẹp. Không gì là không thể với anh Xuân Hoàn đúng không? Đẹp thật, quá đẹp luôn. Cái này chuyển sang cái màu gọi là màu đen bóng à gì không? Chuyển sang sơn sơn. Ngồi, anh ngồi đi em chụp cho. Nó giận mất mẹ. Đẹp sơi ai dành đây mời. Tôi chỉ vào tôi ngồi thử cảm giác. Ngồi. Anh ơi, trong xe rất là nhiều mùi gọi là mùi của sự giàu sang. Anh ạ. Trời ơi. Để tay vô lăng rồi kiểu. Ok anh kia, xe cộng hôm nay mới làm quả ca lăng mới bên các Trung nhá. Vừa đây được rửa xe miễn phí luôn. Mình vừa mới mang chiếc này của xế cộng từ bên anh Khắc Trung về quang đây. Đây. Chiếc của đấy, chiếc của anh Khắc Trung này, chiếc của Hùng RV này. Đấy. Chiếc này thì chỉ có đơn giản là có cái giá lóc thôi. Đấy, chủ xe Hùng RV chuẩn bị ra rồi. Bạn này có vẻ đam mê vô ca. Thì nữa mình sẽ đi sâu hơn và cho anh em xem những cái chiếc xe mà đã độ đấy nhá. Bác này bạn này hình như làm phóng viên bên Dân Trí sao ấy? Mình cũng nhưng mà cũng khá nổi tiếng, TikToker khá nổi tiếng đấy. Đây, xe của anh Xuân Hoàn đây anh em nhé, rất là đẹp, đầu đúng của Defender luôn, đẹp. Ở đây thì bên quận 2 thì anh em media quay phim các thứ thì cũng thoải mái thôi vì nó bên khu Sala này rất là vắng anh em ạ. Đây. Hôm nay là gần như những chiếc xe đẹp nhất là có mặt ở đây. Đấy. Chiếc của qua cà phê Phong. Chiếc của Phong. Chiếc của đây, chiếc này chiếc của Phong và Philly. Phong thì chuyên gọi là cái độ phong cách kiểu như là chơi ấy, đu đua nghịch kịch ấy. Đây là không lắp thêm gì cả mà ca lăng phía trước đã thay đổi rồi. Đẹp thật đấy, cái quả mắt tròn đẹp không anh em. Đấy. Quá đẹp luôn anh em ạ. Bản số thì là dùng keo dán luôn, không để khoan bắt vít gì cả. Phương án khá là hay. Mình cũng lắp như này nhờ mình bắt thêm hai con vít nữa. Ok. Con anh này là một chiếc zin toàn tập luôn. Màu tím thì bây giờ đang là màu hot nhất bây giờ cả nhà mình ạ. Màu tím giờ đang rất là hot và rất là đắt. Không biết là hai bác. Các bác lại không cho đỗ xe ở đây anh em ạ. Anh chuyển sang bắt đầu nguyên bản cái phần bè này là như phần anh chuyển sang cái bánh này. Hay là đấy.
anh em đam mê xe thì đến đây thì mê lắm anh em, chiếc nào cũng đẹp. Nhiều khi chỉ cần đơn giản như chiếc này thôi, dán tem lại rồi là thêm cái ốp mâm vào nữa đẹp hẳn lên. Chiếc cái chiếc Defender, tiểu mini Defender đây. Anh nhớ anh em bàn tán nhất có lẽ chính là cái bộ ghế. Tăng nguyên từ dòng Mercedes. Chung là mình sẽ ở đây để quay cho anh em ngắm những chiếc xe độ đẹp nhất nha anh em nhé. Không khí ở offline buổi này. Ở đây có 2, 4, 6, 8, 9, gần 10 chiếc xe. À, bây giờ sẽ đi chụp ảnh. Okay, okay. Nhưng bây giờ sẽ đi ra một cái bãi rộng rộng để anh em chụp ảnh kỷ niệm anh em nhé. Trời thì bây giờ đang mưa bay bay. Chung xe nào cũng đẹp anh em ạ. Ra ngồi ké xe anh Chung. Mình hôm nay mình không mang xe, mình sẽ ngồi ké xe anh Chung để xem cái bộ treo mới. Anh Chung em ngồi xe anh nhá. Úi dồi, cái này còn dành cho chị à? Ok, ngồi ké xem là bộ treo mới của anh khen như nào. Ok. Chạy xuống dưới cho rộng Thịnh, ở cuối đường á. Cuối đường à. Đây, mấy anh em ra đây gọi là xếp hàng ở đây là cuối con đường này. Đây là tất cả những gì đẹp nhất thì sẽ show đấy cho anh em xem ở trên cuối con đường này. Hùng RV thì đang muốn khoe cái tăng bản mới làm xong. Đây, xe anh toàn xe idol anh em ạ. Xe này có cái hay rất hay, mình muốn chia sẻ anh em về chiếc xe này. Tuy là trông đơn giản nhưng mà cái quả dán đèn hậu lưới này đẹp anh em ạ. Quá đẹp luôn. Hùng thì làm cái chữ ca lăng VinFast này giống của anh Khắc Trung như nào. Và có cái bộ mâm đây. Đấy, anh em ngắm bộ mâm đẹp không? Đấy, bộ mâm gần như đẹp nhất. Không phải do cả lúc AT, à lúc, ừ đúng rồi, lúc này lúc AT luôn anh em. Có cái đường chặn á, nó có đường xuống á. Tránh đủ ra anh ơi, nó có đường xuống á. Cô Tư anh ơi. Thôi nghe tiếng bô gầm gừ thật chứ anh ạ. Đây, vào đây mình cho anh em nghe tiếng bô của chiếc xe này. Đây. Đấy, bạn này phía sau cũng làm giống như mình luôn. Là dán thẳng cái biển này vào trong trong cái này luôn. Mình cũng rất thích cái kiểu này và hiện tại mình đang làm như này anh em nhé. Không bao giờ rơi luôn. Đây là đèn hậu rất là đẹp anh em ạ. Đây là zin đây. Vừa nãy tôi để ok anh em. Để trên đầu con này đúng rồi, chính xác để trên đầu xế cộng này. Hỏi xế cộng đi. Đấy, anh em theo dõi không khí offline của mình nhé. Hôm nay con ta biết idol gọi là số má trong ngành lốp xe anh em ạ. Tơ Family này là anh Xuân Hoàn đang đứng phía sau, Khắc Trung. Đây là anh chủ của Dubai Care, rồi là Trọng, xế cộng, nói chung là tất cả những idol lớn trong ngành lốp xe đều gọi là chơi xe, đều có mặt ở đây. Đấy. Nhiều khi niềm vui chơi xe nó cũng chỉ là sâu xe thôi nghe. Đấy. Tí quay lại kiểu gì thấy. Đấy. Nói chung là mỗi xe có một phong cách, đây phong cách sang trọng này, phong cách kiểu playboy, city boy này. Đấy, phong cách camping này. Đấy. Ơi sao lại có cái kiểu này nhỉ? Vừa đi vừa bên đấy nhỉ? Buồn cười đấy nhỉ? Hài hước đấy. đẹp. Không được, phải đi theo ông gãy đấy, đi theo đi, Trọng đi theo đi. Cứ đi đây được, cái này được.
Vui đấy, vui đấy chồng ạ, vui đấy. Ô ô ô ô. Ơ cẩn thận cọ vào xe kia kìa. Vui phết anh em ạ. Ok đấy, toàn bộ không gian không khí chia sẻ anh em rồi, mình cũng xem dừng clip đây nhé, hẹn gặp anh em ở những chia sẻ tiếp theo. Bye bye anh em nha.